trong bài này chúng ta sẽ học về cái phương pháp cụ thể để quản chế các mức độ như là bán hàng, ba độ, mã tiền và từng. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chế biến chung, chúng ta sẽ điểm qua về các cái danh mục từ độ đó. Thì theo cái thông tư 33 ban hành năm 2002 của Bộ Y tế, thì Bộ Y tế Việt Nam quy định là nó 50 loại dược liệu có độc tính có thể sử dụng làm thuốc ở Việt Nam. Trong đó có 36 dược liệu gồm có thực vật, 6 dược liệu gồm có thực vật và 8 dược liệu gồm có khoáng vật. Bữa nay chúng ta sẽ chỉ học cách chế biến một số dược liệu trong 36 dược liệu gồm có thực vật ha. Thì nó cũng giống như là các cái quy định khác không? Thì các dược liệu đó này sẽ yêu cầu là phải được chế biến theo cái quy trình chung ha. Và sau đó thì quy định thì ngay thì trong tất cả 50 cái chế độ đó nó không phải đủ 50 cái chế độ đó là được không được thì mới đủ thế đâu. Có một số cái thì ta vẫn chưa ban hành ra được và mình thấy chưa đúng nhất và chưa nó có xác định được một phương pháp mà phù hợp nhất, nên chỉ có một số dược liệu người ta chưa được làm và do đã có quy trình kỹ thuật thì không đúng, còn cái nào mà chưa có quy định của Bộ Y tế thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp mà có ghi ở trong các ghi văn cổ hoặc là theo kinh nghiệm này. Rồi thì trong cái danh mục của dược liệu thì nó có mấy cái thứ là ba đoạn nha. Thứ hai là bán hàng, bán hàng có thể bán hàng ngang, có thể bán hàng bắc. Chúng ta sẽ thấy nó cùng một họ với nhau, nó sẽ khác chi từ các cái phần. Trong mã tiền thì ta quy định mã tiền chưa chế biến là mã tiền chế và tiền xếp là nó đọc ra. Hay là cố với cây bộ đầu thì nó có thể có nhiều cái tên khác nhau ha. Nhưng mà cái bộ phận dùng thì chúng ta sẽ lấy cả hai đoạn như cái bộ đầu và cụ tử. Trong bài này chúng ta sẽ học cái cách chế biến cụ tử thành bạch cụ tử, hạ cụ tử hay là riêng cụ tử ha. Vậy thì mình nhớ bạch cũng rất là tức là sau khi chế biến có cái màu trắng ha. Hạt cụ tử tức là sau khi chế biến có màu đen và riêng cụ tử là chế biến đối từ với muối ha, riêng từ muối. Chúng ta đi vào cái bước thứ nhất là ba đậu ha, phân biệt cái cây bã đậu và cây ha. Cây bã đậu là một loại cây lớn ha, và ở Việt Nam thì cây bã đậu cũng nhiều, và còn cây ba đậu thì bây giờ cái trái nó khác ha, cây bã đậu cái trái nó khác, tức là cây nó giống như cái trái cà mà nó có nhiều cái cây xịn an toàn. Ba đậu thì một cái hạt của nó là một cái bộ phận nó sẽ lấy cái nhân hạt ở trong ra và bỏ cái vỏ, chúng ta hái cái quả chín ha, nó ngâm chúng ta thì ta giảm bớt được đến 16% phân khô hoặc là sao lên những cái vỏ nước đi và không bị cầm bên trong. Từ ba đậu thì chúng ta có một số cái vị thuốc ví dụ như là ba đậu hoặc là dầu ba đậu hoặc là ba đậu xương, tức là cái hạt ba đậu và người ta đã phơi khô đã bỏ bớt cái dầu đấy và ta sau làm đi. Và nếu người ta cũng làm như vậy thì làm sao thì độ cao hơn sau đây thì ta sẽ được cái thuốc hạt ba đậu, tức là do cái màu sắc của cái thuốc và cái độ tính của trong ba đậu thì chủ yếu là ta thấy chứ là do cái dầu đấy đó nha, do cái dầu đó. Và cái phần dầu béo này nó tùy loại, nó có thể chiếm đến 35-50% thì cái thuốc đen khi mà người ta chế biến thì mục đích làm sao là giảm bớt cái dầu béo đó. Và trong cái dầu béo nó phân tích là có những thành phần nó gây bỏng rát, gây hoại tử trên da và nó có những cái đầy sổ mặt. Vì vậy cho nên là ba đậu nó sẽ dùng trong cái kỳ học này không, cái bài thuốc tẩy sổ hay là thuốc tẩy hàn ha, thì ba đậu nó cũng nhiều nên dùng để điều trị những trường hợp mà táo bón do hàn chính và còn tức là trong trường hợp cơ thể người bệnh còn phải là chưa sẽ chuyển sang giai đoạn suy nhược ha. Và ba đậu có tính động mạch và nó có tính tẩy mạch cho nên người ta đối với đông y thì người ta khuyên kỵ là không dùng cho những người mà suy nhược người có thai và đặc biệt là không kết hợp với cái vị thuốc mà tiên nhiên tức là cái hại của cái gia đình mình và gọi là kim nguyên tử đó, nên là hắc xỉ và xỉ cũng là nó cái
Rồi về cái cách về cái giải tỏa ba động thì ta biết là ba động thì sẽ động tính và nó chủ yếu là sổ và ta thấy là nếu như uống dầu uống hai viên dầu dầu thì có thể tử vong và nếu mà uống ít nửa dầu đến một dầu thì nó cũng đã là nó gây hoại tử cái niêm mạc của đường tiêu hóa và số viên ruột thì nó sẽ gây kích thích cái lưu lượng ruột nó làm tăng cái đường tiết ruột và ba đậu có tính nhiệt cho nên để giải độc ba đậu ta sẽ sử dụng các loại thuốc và nó có cái tính cương vị nha sinh dụng thì ta dùng cái nước sắt hàng liên hàng vàng hay nước sắt đậu xanh đậu đen nhưng mà khi uống ta cũng muộn ta phải cũng đã biết là cái độc tính của ba đậu nó có tính nhiệt thì nóng nó hơn giảm hơn nếu khi mà chưa có cái dịch sắt của các cái dược liệu có cái tính hàn này nước lạnh cũng được nha, nước là cũng rất dễ để lạnh nha, ai uống nước cháo bột cũng được, lưu ý là người ta sẽ dùng cái nước bột để bởi vì là nếu mà đi uống thì cái dầu ba đậu nó làm bỏng rát của người thì ta uống các nước bột hay nước nóng để nó tránh cái kích thích cái vùng da nó đang bị tổn thương. Rồi về kỹ thuật chế biến ba đậu thì hiện nay Bộ Y tế chưa quy định cái quy trình chế biến ba đậu. Hai chưa thống nhất, chưa ban hành quy trình chung. Đây là cái giới thiệu cái gì ở đây? Đó là cái quy trình chế biến dựa vào các nguyên văn hộ. Thứ nhất là chế biến ba đậu xương thì cơ chế biến ba đậu là cái chế biến một số lượng lớn, thì chế biến một ít thôi, cỡ khoảng 50-100 gram hạt của các chế biến nhiều. Thì người ta sẽ giã nát hạt ba đậu đó sau đó chúng ta cho vào trong cái giấy bạc, cái giấy có khả năng không tốt á. Sau đó đào cơ nóng để cho cái dầu nó lỏng ra, sau đó ta ép bỏ cái phần dầu đi và cái phần dầu nó sẽ ép có 100% dầu nó sẽ giảm khoảng 80-20% dầu, sau đó chúng ta sao làm và đã được tính. Còn đối với ba độ cán người ta cũng làm như vậy, chúng ta nó sẽ sao nó ở cái nhiệt độ cao hơn đến khi ở đây không còn bị khói bốc lên hoặc là người ta bóp cái hạt nào đó mà nó không có dính tay dầu chúng ta xài cái bước tiếp theo là nấm hạt thì có hai loại hiện nay đó cái mà chúng ta và các loại chiloatu là cái lá nó chỉ là bằng đường nha đó là hạt nang cho nên còn chắc và nó tắt thì lá nó sẽ xẻ cái gì mà nó chia lại thành ba lá chứ không phải xẻ gì. Về bán hạt thì người ta có nhiều cách chế biến này. Bán hạt sống thì thường người ta không có được và để cho chế biến thì người ta có nhiều cách ví dụ như phương bán hạt tức là bán hạt chế với dưới gừng nha tháp bán hạt chế với tam thảo hoặc kèm thanh bán hạt tức là bán hạt chế với ít kèm chua ta gọi là thanh phà hay là cúc bán hạt tức là bán hạt chế biến với thanh đen. Thì cái thành phần mà có độc trong bán hạt đó là các cái alkaloid và các acid amin có cái tính ngứa của dị ứng thì với mỗi loại bán hạt sẽ có các điều trị khác nhau nên co lại ở trong cái bàn thuốc hóa đàm và bán hạt nằm trong cái thuốc hóa đàm nha. Thì nếu mà dùng để điều trị ho do đờm thì ta dùng pháp bán hạt tức là bán hạt chế biến với kèm chua và tam thảo. Nếu như mà điều trị lâu dài thì ta sẽ chế biến bán hạt với gừng ta gọi là gừng bán hạt. Còn trong trường hợp là hoa kén thì người ta sẽ chế biến gừng, ta sẽ sử dụng gừng bán hạt ăn. Và trong cái toa thuốc mà có bán hạt thì không được phép có phụ tử. Phụ tử thì còn có cái bắt buộc của cái làm cái thuốc mà nằm trong cái của cái cây ô đồng, cây ô đồng nó có thể là ô, cho nên có thể các con sách thì ta ghi là bán hạt phối hợp phụ tử nhưng cũng có sách là đi vào bán hạt không biết được cái thảo ô thì kiểu có là ô đồng hay không là phụ tử. Bán hạt thì dùng để điều trị ho ho có đờm rồi là không chỉ định trong trường hợp mà ho khan tức là ho ra máu hay hoặc là ung thư và không dùng cho người có thai. Ta nếu biết hầu hết các loại thuốc có độc tính thì đều không dùng cho người có thai.
về kỹ thuật chế biến ngắn hạn thì chúng ta theo cái quy định của Bộ Y tế, quy định này ban hành năm 2010, chúng ta có quyết định 3799 thì nó có ba cái cách chế biến ngắn hạn. Cách thứ nhất là hạn tiên, thì đơn giản là người ta chỉ rửa sạch, tạo vỏ, cái vỏ ngoài ha, để sau đó người ta đồ chín để nó giảm bớt cái chất lượng và hạn tiên cơ sinh cô của quả hạn tiên. Nhưng bán hạn tiên thì không có dùng được bốc bức than được, cũng và người ta dùng bán hạ tiến chỉ để nhằm mục đích là bảo quản, và trước khi mà sử dụng trong người thì người ta sẽ sang, người ta sẽ chế biến và bằng các phương pháp khác. Ví dụ như người ta sử dụng bán hạ tiến để chế tương bán hạ, thì nó sẽ gồm có cái vật liệu là gồm có bán hạ, đèn chua thì người ta tán bột và hòa tan trong nước, gừng tươi thì người ta sẽ sử dụng cái củ gừng tươi và người ta xả bát. Thì cái cách người ta chế biến và nước bỏ lại, cách chế biến ở sau thứ nhất là người ta dùng nước bỏ lại trong khoảng 2 ngày nha, và mỗi ngày ta chế biến một lần để chúng ta biết là cái quá trình thay, chúng ta không thay nước thì cái nước bỏ lại sẽ không đen và sẽ chuyển đến cái pH từ trung tính sang sang acid. Và đây thì chúng ta đang cần phải giữ được cái pH như thế nha, ta bỏ không thể ngâm. Rồi sau khi ngâm nước bỏ lại rồi thì người ta chuyển sang ngâm nước hành chua trong khoảng 2 ngày, ngâm đến khi mà cái phiến bán hạ không có cái màu trắng đục thì người ta sẽ phơi sấy cho nó khô, đạt cái độ ẩm cỡ khoảng 15-13%. Người ta tẩm nước gừng theo cái phương pháp tương chế mà tôi có giới thiệu ở bài trước đó, và ta sẽ dùng cái vị thuốc gọi là cương bán hạ. Vị thuốc nó có cái màu vàng, có cái mùi đặc trưng của gừng, và khi chúng ta nhóm thì sẽ không có cái vị cay. Còn cái thứ là cái tẩm hành bỏ bớt cái phần cái lợi thế của thành phố. Thì phương bán hạ thì dùng để điều trị những trường hợp mà đôi người của anh, còn với lúc mà trong trường hợp mà ho đờm thì người ta sẽ dùng cái pháp bán hạ. Thì đây thì người ta sẽ ngâm nước ngâm bán hạ nha, với nước cam thảo 2 ngày đầu, và sau đó thì ta ngâm nước khô nha 3 ngày, sau đó thì người ta rửa, người ta sấy khô. Thì bằng cái phương pháp này thì sẽ thấy là nó không có nó không có sự tác động của nhiệt nhiều, ăn cái việc sấy thì nó khô luôn. Cho nên một cái phiến bán hạ nó sẽ có cái màu trắng, có cái đốm trắng, màu vàng đốm trắng, có cái mùi nồng của vôi, để cái nước vôi được trong cái ba ngày. Và cái việc mà chúng ta ngâm cho nước vôi như vậy nó sẽ làm giảm lượng của thuốc. Như vậy là đối với phương pháp mà chế bán hạ thì chúng ta lưu ý là chúng ta nắm vững hai cái phương pháp, thế nào là cương bán hạ, thế nào là pháp bán hạ. Ví dụ như khi thì nó hỏng mềm, nó được như là nguyên vật liệu dùng để chế pháp bán hạ, ta sẽ kể ra có bán hạ, có tham khảo, có thô như vậy nha. Còn cái nguyên vật liệu dùng để chế cương bán hạ, nghe cái cương thì chọn cái công thức nào mà có cực. Và ngoài ra thì người ta còn có một số cái phương pháp khác, như cái phương pháp này vẫn chỉ ăn những chất tham khảo thôi, ta không cần nhiều. Đôi khi ở trong các cái phương tế bài học thì người ta có ghi là thay bán hạ, trước để bán hạ, nên khúc bán hạ thì hiểu nó là hạn chế cái gì không. Nhưng còn ở các cái cơ sở y tế do ngành y tế quản lý đó thì không có chế biến mà cái phương pháp này thay bán hạ thì không thể là thay bán hạ cái phương pháp chế biến với đèn vàng hay còn gọi là đèn phi đó. Đèn chua nó sẽ chua nó sẽ được đèn phi rồi, hoặc là chúc đỉnh bán hạ, tức là người ta sắc cái nước, lấy cái nước sắc của cái vị thuốc có tên là chúc đỉnh cho nó tẩm bán hạ, hoặc là khúc bán hạ, phương pháp lấy men bán hạ. Thì ba cái phương pháp đó có thể bán hạ và cho sang thế thì ba đó là hóa tiền nha. Hóa tiền và cái bộ phận dùng của hóa tiền là tiền nó còn cái lớp vỏ cứng bên ngoài như thế này, đây là cái trái và cái hạt đây là cái trái như thế này. Thì chúng ta về đồng tính của hạt tiền thì chúng ta biết đó là các cái alkaloid nổi bật đó là chitin và leucin. Cái tác dụng của hạt tiền nó tác dụng giảm đau, cho nên người ta hay sử dụng hạt tiền mà dùng để nó giảm đau trong thần kinh, đau trong cơ, có thể dùng uống
về cái do mã tiền của nó là cái độ cứng của nó, cái treatment đó, thì nó là gây kích thích của cái trung ương. Cho nên là trong các cái bệnh viện thì người ta sẽ có cái quy trình để cấp cứu hay tiến động cho mã tiền hoặc là độ treatment, thì chủ yếu của nó là phải là kết hợp nhiều biện pháp. Thứ nhất là người ta sử dụng các biện pháp của đường ruột gân hoặc là các cái trường hợp trong trường hợp mà cái chất độc nó còn nằm ở trong dạ dày. Còn khi mà cái chất độc nó đã xuống tận thu vào trong máu rồi thì ta phải dùng các biện pháp tăng thải trừ hoặc là bằng cách là truyền dịch gân hoặc là người ta dùng nó thuốc động tiền để kiểu. Và cái nữa là do cái độc tính của cái kích nghiêm nó hơi co thắt cái cơ trơ
giai đoạn một mà trợ dương cho bệnh nhân, thì đối với những bạn trường hợp phụ tử thì không chủ trương cho bán hàng. Rồi chúng ta có bán hàng ở bán hàng thì không phụ tử, nhưng mà ngoài bán hàng thì phụ tử cũng không chủ trương với khoa lâu, không chủ trương với bốn mẫu. Về đến cái triệu chứng ngộ độc của tử thì đó là các triệu chứng do cái độc chất chính là acetylcholine, và đây là một loại thuốc mà có tác dụng là kích thích cái hệ sinh giao cảm. Nên khi nhỏ độc thì ta sẽ dùng các thuốc là ức chế giao cảm acetylcholine, hoặc là trước kia thì người ta có thể sử dụng kết hợp kim ngân liệu xanh, thì nó có cái tính hàn sẽ kết hợp với cam thảo có tính nóng và cùng tươi có tính nóng ha, để được một cái loại thuốc là nó có cái tính của nó bơm bình tăng cường và người ta sắc uống. Về điều chế phụ tử, ta có cái cách chế thuốc khắc phụ tử, tức là sau khi chế biến thì cái thuốc nó sẽ có màu đen, nhưng cái hắc này không có phải là do cho sao đen mà là do cái phương pháp chế biến mà người ta sử dụng. Ở đây chủ yếu là cái phương pháp này là người ta ngâm đầu tiên, người ta ngâm vừa như thế dung dịch muối magie và có cái thức ăn, thì cái thời gian ngâm nó khá dài, người ta ngâm khoảng 3 đến 5 ngày, và sau khi ngâm cái magie như vậy thì người ta sẽ đun sôi cái nấu sôi cái tiến phụ tử đó với là nấu sôi cái phụ tử đó với cái dịch cơm pha nhê nó lít ha cho nó chín, và sau để cho nó mềm cái phần mà chúng ta nấu thì nó mềm, sau khi mềm rồi ta mới thay viên và ta ngâm tiếp cái nước rửa nhiều lần cho đến khi mà nó không còn cái ke tê nữa ha. Và sau khi mà ta ngâm nước như vậy thì ta sẽ hơi sấy ở cái nhiệt độ 60 nhân và ta tẩm những cái dịch đường đỏ và ta ủ cho những cái dịch đường mà tức là nước 2 mg đường và sẽ pha trong 2 lít nước sôi, ta tẩm ở trong đường sẽ thấm một trong cái tuyến phụ tử này, và sau đó xong đó thì ta tẩm tiếp cái dầu hoạt cảm và ta tẩm tiếp vào đồ chính, thì nhờ có cái dầu hoạt cảm này nó sẽ làm cho cái đặc tuyến nhẹ bóng và nó có cái màu nâu, và khi người ta đến mặt do ta đông với cái bề mặt của hoa nhi này, đó cái bề tê nó còn ít còn không tê, bởi vì sau khi chế xong thì nó có màu đen nên nó gọi là khắc phụ. Còn nếu chế với muối ăn thì ta gọi là diêm phụ, chế với ăn thì ta gọi là diêm phụ. Thì cái cách mà chế với muối ăn nó cũng gần giống như là chế với hoa nhi nó ít ăn gần giống như vậy. Và cái nước thì khác là sau khi mà người ta ngâm rửa cái nước thì người ta sấy luôn, người ta không có qua cái giai đoạn còn đến cái đường nhỏ hay là người ta không có tổng cái đồ hoạt đảo hay là người ta không bắp chín nữa mà ta sấy luôn. Cho nên là cái hạt kiến của nó sẽ có màu trắng và cái vỏ bên ngoài nó có màu đen và có cái vỏ. Và cái phương pháp này người ta còn gọi là cái phụ tử. Chế cái muối này do cái thuốc nó sẽ có màu trắng, cái vị thuốc còn màu trắng thì nó còn gọi là và ngoài ra thì người ta sẽ có một số các cái phụ tử người ta còn cũng có giống như vừa rồi, đó là ta chỉ có khác là người ta cái dùng muối sau khi mà người ta chế thì người ta sẽ sông với cái bình giống như là cái phương pháp diêm phụ. Hiện nay thì ta trước kia cũng có cái phụ tử là cái loại sông với quỳnh, thì nay thì người ta không có bao giờ dùng cái quỳnh nữa, cho nên cái phương pháp chế của người ta quỳnh thì có là sấy thôi. Còn đạn phụ, đạn ở nhà tức là người ta lấy cái phụ tử mà ta tẩm cái muối và ta ngâm nhiều lần cho nó cái vị muối nó trở thành phụ nhà, người ta gọi là đạn phụ. Rồi thì đó là một số những cái thuốc này chúng ta học hôm nay, thì cũng được lưu ý với đồng đối với cái phần các cái thuốc mà nó có cái quy trình chế
thuế, ví dụ như là mã tiền tử hay là bán hàng, chúng ta học đúng các cái tự do chế ra. Còn cái loại thuốc mà nó không có cái phương pháp chế ví dụ để cái bệnh đó chúng ta không phải không, chúng ta không có cần phải học, chúng ta biết về cái nguyên tắc để đọc được tính của các cái thứ này. Rồi chúng tôi dừng ở đây nha, cảm ơn các bạn. Tương đương bắt đầu vào ngày nữa. Thank you.